Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, buông bỏ là một điều rất khó làm được, vì ai cũng mong muốn có và giữ gìn, kể cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Tuy nhiên chúng con đều biết rằng có cố giữ thì cho đến một ngày cũng phải buông bỏ, nhưng chúng con lại không thường xuyên nhớ đến điều đó. Xin Thầy khai thị để cho chúng con luôn nhớ không quên. Kính tri ân Thầy, Phật tử Nguyên Minh. Kính thưa đạo hữu Nguyên Minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là điều mong muốn của hết thảy chúng ta, và rồi bỏ đi mọi thứ trong cuộc sống thì không ai dễ dàng có thể từ bỏ được nó, kể cả hai phương diện về đời sống vật chất cũng như là cái tâm tư tình cảm. Tóm lại là những gì mang đến cho mình sự thích thú thì mình muốn giữ gìn nó cho thật lâu. Nhưng xin thưa quý vị, khi chúng ta vừa mới sinh ra trong đời này thì mình không mang theo bất cứ cái thứ gì cả, kể cả danh phận và địa vị. Tất cả mọi thứ đều do cái sự tương tác với cuộc đời này mà chúng ta có hết thảy. Cho nên cái quy luật của đời sống đó là chúng ta có gì đi chăng nữa thì sống với một thời gian rồi chúng ta đều phải để cái đó lại nơi nhân gian này mà ra đi. Điều đó chúng ta cần phải nhớ và tri nhận một cách hết sức là sâu sắc trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn có dạy 3 điều thôi, mà nếu như chúng ta nhớ 3 điều này thì quý vị rất dễ buông bỏ trong đời sống. 3 điều đó là gì? Thứ nhất, cái này không phải của ta. Thứ hai, cái này không phải là ta. Cái thứ ba, cái này không phải là tự ngã của ta. Điều đầu tiên, cái này không phải của ta, đó chính là tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả yếu tố vật chất hay yếu tố tinh thần hoặc là tình cảm của chính mình đây, nó không phải là của mình. Có nghĩa là do những cái mối tương quan, do sự tác động của mình và người kia, cho nên nó mới sinh ra cái đó. Chứ còn tự thân của chính ta, không có mối tiếp xúc, không có mối quan hệ, thì cái đó nó sẽ không có xuất hiện. Cho nên sự vật và hiện tượng có mặt là do vì có mặt của tất cả những nhân duyên, những yếu tố cấu tạo nên nó tồn tại mà nó có mặt. Và tất cả những phương tiện chúng ta có trong tầm tay ngày hôm nay sử dụng cũng không phải là do tự thân của chúng ta chiết xuất ra mà có được, mà do sự tương tác với tất cả mọi con người, và mọi người đó đã làm ra cho ta sử dụng. Cho nên cái này không phải của ta là điều hết sức chân thật. Thứ hai, cái này không phải là ta, có nghĩa là bản thân của chúng ta đây không mang bất cứ một cái màu sắc nào của tất cả những cái yếu tố kia hết thảy. Chúng ta đều biết được rằng cái ngôn ngữ nó có tính võ đoán, có nghĩa là không có lý do để gọi tên nó. Trước đây người ta gọi nó là cái ly thì bây giờ chúng ta gọi nó là cái ly. Trước đây người ta gọi nó là cái bàn thì bây giờ chúng ta gọi nó là cái bàn, mà không biết tại sao gọi là như thế. Thế thì cái tính võ đoán đó nó không có phản ánh đúng cái mà nó đang tồn tại. Cho nên chúng ta có định danh nó thì nó và cái được định danh kia là hoàn toàn không có yếu tố gì ảnh hưởng nhau. Cho nên nó không phải là ta. Và cái gì là ta đây? Mắt là ta, hay là thân này là ta, hay là tay này là ta, hay là chân này là ta, hay là quần áo này là ta, hay là cái danh phận địa vị kia là ta? Dạ xin thưa, tất cả không phải là ta, nhưng ta cũng có thể là tập hợp của tất cả những cái yếu tố kia tác tạo mà hình thành nên. Cho nên cái này không phải là ta. Yếu tố thứ ba, cái này không phải là tự ngã của ta, có nghĩa là tự bản thân nó không thể hình thành và tác tạo nên chính nó, mà nó phải dựa vào tất cả những cái yếu tố nhân duyên khác tác tạo và hình thành. Cho nên nó không có tự ngã, mà tất cả mọi thứ phải phụ thuộc vào cái nhân duyên của tất cả những cái yếu tố tác tạo kết hợp hình thành nên nó. Đây là 3 điều hết sức chân thật mà Đức Thế Tôn đã dạy, để cho tất cả mọi người nào mà thường xuyên nhớ nghĩ thì người đó sẽ rất dễ buông bỏ cái yếu tố chấp ngã. Thưa quý vị, tất cả các pháp trong nhân gian này nó đều vô thường hết thảy, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Khi chúng ta tri nhận như thật điều đó, chúng ta sẽ dễ dàng vượt thoát ra khỏi tất cả những cung bậc của sự bám víu. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.